Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 244. Ngay cả hóa thân của hỏa diễm chi chủ cũng bị ăn, còn ai dám đi vào. Lúc này chỉ có Kim Huyền Sương nhìn về phía Ngô Bình, cô ta biết ở đây nếu có người có thể thành công thì đó chính là Ngô Bình. Đôi mắt của Ngô Bình sáng lên khi nhìn vào quỷ dị trong quả cầu pha lê. Bản chất của quỷ dị vẫn là cấm kỵ, nhưng đã xảy ra một số thay đổi. Nếu như anh có thể luyện hóa con quỷ dị này thì cấm kỵ của anh có thể đạt tới tầng thứ 19, giúp anh tiến thêm một bước. Một khi tầng cấm cao nhất của cấm kỵ đạt tới tầng thứ 19, tương đương với bước nửa bước qua ngưỡng cửa của cường giả kỷ nguyên. Bởi vì, tầng cấm kỵ thứ 20 sẽ có được thủ đoạn và sức chiến đấu mà chỉ có cường giả kỷ nguyên mới có. Cuối cùng anh cũng đứng dậy và đi về phía quả cầu pha lê. Ngay khi đến gần quả cầu pha lê, cơ thể anh lập tức thu nhỏ lại. Khi tiến vào quả cầu pha lê, con quỷ dị kia liền lao tới. Ngô Bình lập tức lấy ra chuỗi Phật Châu Tam Kỷ, Phật quang chiếu khắp nơi, ngăn khói đen lại. Sau đó anh lại sử dụng quyền uy suy yếu để trấn áp tu vi của quỷ dị. Cuối cùng, anh đã phát huy hết sức mạnh của cấm kỵ, thúc đẩy quyền uy cướp đoạt. Từ trong làn khói đen, những sợi chỉ vàng bay ra, bay vào miệng và mũi của Ngô Bình, bị anh hấp thụ, đây chính là năng lượng mà quỷ dị sở hữu. Sở dĩ quỷ dị được gọi là quỷ dị vì nó sinh ra những khả năng kỳ lạ dựa trên những điều cấm kỵ. Giờ đây, năng lực này cùng với tầng cấm thứ 19 của nó cũng đã bị Ngô Bình cướp mất. Quỷ dị liều mạng chống cự, nhưng nó bị Vương Mẫu trấn áp nhiều năm, thực lực đã giảm đi rất nhiều, hơn nữa Ngô Bình có Phật Châu và quyền uy trấn áp nên mới có thể dễ dàng luyện hóa nó. Cuối cùng, làn khói đen của quỷ dị tan đi, Ngô Bình cũng bước ra ngoài, khẽ cúi đầu với Vương Mẫu. Vương Mẫu rất vui mừng, nói, không tệ, vậy mà ngươi lại luyện hóa được quỷ dị. Nói xong bà ta nhìn về phía Kim Huyền Sương, cười nói, Huyền Sương, đây là người duy nhất hoàn thành xong đề mục, ngươi hài lòng chứ? Kim Huyền Sương ngượng ngùng gật đầu, Vương Mẫu mỉm cười, nói, được rồi, Lý Huyền Bình, ngươi và nên Huyền Sương dành nhiều thời gian cho nhau hơn, ngày nào đó ấn định thời gian sắp xếp hôn sự của các ngươi. Bữa tiệc đang diễn ra nhưng Ngô Bình không thể ngồi yên được vì anh sắp đột phá. Vì thế anh nháy mắt ra hiệu với Kim Huyền Sương, hai người cùng nhau rời đi. Trở lại sơn cốc, Ngô Bình lập tức ngồi xuống xếp bằng, dùng hết sức để đột phá, tầng cấm thứ 19 nhanh chóng ngưng tụ, dần dần hoàn thành. Cùng lúc đó, tầng cấm thứ 19 này xuất hiện một năng lực đặc biệt của quỷ dị, đó chính là ký sinh. Phương pháp ký sinh là Ngô Bình có thể chuyển sang trạng thái năng lượng để khống chế cơ thể của một sinh linh có thực lực mạnh hơn mình và nhanh chóng hấp thụ mọi sinh lực và thủ đoạn của người đó. Hai canh giờ sau, tầng cấm thứ 19 của Ngô Bình đã hoàn thành, anh nói với Kim Huyền Sương, Huyền Sương, từ lâu ta đã nghe nói con rối của thần cung Côn Luân là có 102 trên thiên hạ, ta có thể xem thử không? Kim Huyền Sương cười nói, được, ta dẫn người đi. Cô ta mời Ngô Bình tới một ngọn núi. Trên núi có đủ loại cấm chế và thủ vệ đông đảo, nếu không có Kim Huyền Sương thì Ngô Bình khó mà đến gần nơi này. Một cung điện được xây dựng trên núi gần như ẩn vào ngọn núi, sau khi vào cổng, Ngô Bình nhìn thấy con rối được bày từng hàng. Đây là những con rối dùng để trưng bày và là thành quả của thần cung Côn Luân từ khi thành lập cho đến ngày nay. Chẳng bao lâu, Ngô Bình đã nhìn thấy một loại con rối cầm kiếm, những con rối này cao 7 mét và cầm những thanh kiếm nặng dài 10 mét. Nhìn thấy Ngô Bình có hứng thú với những thứ này, Kim Huyền Sương giải thích, nói, đây là những con rối kiếm, có thực lực ở cấp độ đại thần. Hơn nữa, những con rối kiếm này còn có thể học kiếm đạo, nếu học kiếm đạo đủ tốt, thực lực sẽ tăng lên. Ngô Bình, chúng nó còn có thể học được sao? Kim Huyền Sương, đúng vậy, chúng cũng có trí tuệ, hơn nữa loại trí tuệ này rất thích hợp học kiếm đạo. Ta có thể mua một ít được không? Anh hỏi. Kim Huyền Sương nói, đương nhiên là được. Tuy nhiên, những con rối này có giá rất cao, một con rối kiếm như thế này có giá 500 vạn thần vương tệ. Ngô Bình, thần vương tệ và thánh thù, cái nào có sức mua cao hơn? Kim Huyền Sương, thần tộc cũng có mua bán với nhân tộc, một đồng thần vương tệ có thể đổi được khoảng 6 vạn thánh thù. Ngô Bình nhớ tới trong bảo tàng của thiên đế còn có một ít thần vương tệ, thậm chí cả cổ thần tệ, vì vậy anh kiểm tra một chút và trực tiếp mua 3 vạn con rối kiếm. Vốn dĩ anh muốn mua nhiều hơn. Nhưng số lượng con rối kiếm có hạn. Mua được 3 vạn con này cũng là nhờ Kim Huyền Sương nể mặt anh. Nếu đổi lại là một thần tộc khác thì chỉ có thể mua nhiều nhất 3.000 con. Nếu muốn mua nhiều hơn thì phải thêm tiền. Hơn nữa mua càng nhiều thì giá càng cao. Sau đó, Ngô Bình lại mua thêm 2 vạn con rối đao.
Những con rối này cầm thanh đao lớn, sức chiến đấu không thua gì những con rối kiếm. Ngoài con rối kiếm và con rối đao, anh còn mua 20 con rối có sức chiến đấu cấp bậc chúa tể và 2 con rối có sức chiến đấu của thánh hoàng cấp 1. Mua những con rối này, Ngô Bình đã sử dụng gần hết những thứ quý giá trong kho báu của thiên đế. Sau khi mua con rối xong, anh muốn nhanh chóng sắp xếp nên nói với Kim Huyền Sương, Huyền Sương, ta phải về rồi, người có thời gian thì tới chơi với ta. Nếu ta có thời gian ta sẽ lại đến tìm ngươi. Hai người đã có quan hệ là hôn phu hôn thê, nên Ngô Bình đã đưa ra lời mời. Kim Huyền Sương cười nói, được, ta nhất định sẽ đi. Lúc này bữa tiệc đã kết thúc, nhưng Nguyệt Thần và Hoa Thần đều đang đợi Ngô Bình trở về, sau đó ba người cùng nhau rời khỏi núi Thần Côn Luân. Nguyệt Thần cười nói, phu quân, hiện tại ngươi chỉ còn cách cường giả kỷ nguyên một bước nữa thôi. Ngô Bình, chỉ là sức mạnh của cấm kỵ mà thôi, chặng đường phía trước của ta còn rất dài. Sau khi hai bên chia tay, anh đến Huyền Kinh. Bây giờ Huyền Kinh đã có quy mô khá lớn, một số nơi đã có người sinh sống. Một số chúa tể dưới sự chỉ huy của anh đều đang mở rộng địa bàn ở khắp nơi. Ngày nay, lãnh thổ quốc gia của khu vực phía đông đã rộng gấp đôi so với trước đây. Ngay khi vừa quay trở lại, Ngô Bình đã lấy ra 3 vạn con rối kiếm và 2 vạn con rối đao, dạy cho chúng kiếm pháp và đao pháp. Với tư cách là kiếm hoàng, kiếm pháp của anh đương nhiên rất mạnh mẽ, anh chia 3 vạn con rối kiếm thành 8 phần, và mỗi phần luyện tập một bộ kiếm pháp, lần lượt đại diện cho các bộ trong bát quái là bộ trấn, bộ tốn, bộ càn, bộ khôn, v.v. 8 bộ kết hợp lại tạo nên một kiếm trận bát quái mạnh mẽ. Uy lực đủ uy hiếp cường giả cấp thánh hoàng, giết chết thần vương cũng rất dễ dàng. 2 vạn con rối đao, Ngô Bình cũng dạy đao pháp, nhưng hình thức cuối cùng là đao trận bát quái. Trong lúc Ngô Bình đang luyện binh, có một tiếng động lớn từ phía đông truyền tới, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một móng vuốt xương màu trắng vươn ra từ vòng xoáy, cào mạnh xuống đất. Hơi thở trong vòng xoáy quá mạnh mẽ, ngay khi nó xuất hiện, Ngô Bình đã lóe người đến dưới vòng xoáy. Ở đây có mấy vạn quân nhân tộc đang khai hoang, bây giờ bọn họ đã bị vòng xoáy bao phủ. Mấy vạn người này đều phải chịu đựng một áp lực rất lớn, nếu không có Ngô Bình xuất hiện, bọn họ sẽ nổ tan xác mà chết. Nhìn thấy móng vuốt xương trắng kia sắp rơi xuống, Ngô Bình đánh lên không trung, một bàn tay to lớn giơ lên tiếp xúc với móng vuốt xương trắng. Bùm! Tất cả các phương hướng chấn động, móng vuốt bị Ngô Bình đẩy lui, trong vòng xoáy lại xuất hiện gương mặt khổng lồ của một bộ xương khô, không có tròng mắt, trong hốc mắt là ngọn lửa quỷ màu xanh. A Bạch! Công tử, đây là nhiệm vụ của ngài, giết chết ma thần Bạch Cốt. Ngô Bình, A Bạch, đây là cái gì? A Bạch, ma thần Bạch Cốt là cường giả ma đạo từ 2 kỷ nguyên trước, nó đã hoành hành trong 3 kỷ nguyên. Tuy nhiên, sau đó nó đã bị giết chết, nhưng bộ xương của nó vẫn được bảo tồn cho đến kỷ nguyên này. Hàng vạn năm trước, bộ xương trắng này đã cắn nuốt cổ thần cấp 8 nên đã sinh ra con cốt ma này. Ngô Bình lấy xạ nhật cung ra, anh rút ra hoàng cấm cấp 9 trong cung. 9 trận pháp giết chóc đều là tầng cấm thứ 11. Tuy nhiên, khi được Ngô Bình mang về, Ngô Bình đã trực tiếp bổ sung 4 tầng cấm cho mỗi trận pháp lớn, khiến mỗi trận pháp cấm kỵ đều đạt đến cấp độ tầng cấm thứ 15. Hơi thở đáng sợ phóng ra, Ngô Bình dồn sức mạnh quyền uy vào trong đó, nhắm một mũi tên vào ma thần Bạch Cốt. Keng! Ngay khi dây cung bị buông lỏng, một ánh sáng giết chóc kinh hoàng lao về phía vòng xoáy và bắn vào giữa trán con ma thần Bạch Cốt. Một tiếng vang lớn, đỉnh đầu của ma thần Bạch Cốt nổ tung, ma khí màu đen phun trào ra. Sau khi nhận một mũi tên, ma thần Bạch Cốt đau đớn, lập tức đóng con đường lốc xoáy và ẩn náu. Lúc này có một vị tướng đi đến trước mặt Ngô Bình và báo cáo tình hình ở đây. Hóa ra đội quân của họ đến đây, thấy đất đai ở đây màu mỡ nên quyết định khai hoang đất nông nghiệp tốt ở đây và đã cử mấy vạn quân đến hỗ trợ. Không ngờ sau khi khai hoang được một khu vực nhỏ thì lại phát hiện ra một ngôi mộ cổ. Có một người lính mở cửa ngôi mộ cổ, kết quả là chạm vào cấm chế và khiến con quái vật bên trong thức dậy. Ngô Bình nhìn qua và thấy rằng vùng đất gần đó thực sự rất màu mỡ, là nơi thích hợp để trồng lương thực và hoa quả. Thậm chí dùng loại đất này để trồng dược liệu cũng đủ. Khi anh đi đến trước cửa ngôi mộ cổ thì thấy cánh cửa đã bị phá hư, một tấm bia đứng ở cửa có dòng chữ, đừng chạm vào ngôi mộ này, Bạch Cốt được chôn bên trong. Ngô Bình đi vào bên trong quan sát thì thấy đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn lại gì cả, dường như con ma thần Bạch Cốt kia đã trốn thoát khỏi đây. A Bạch, công tử đã hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 10% phúc lành của thiên đạo thêm một lần nữa. Lúc này,
Ngô Bình đã nhận được 40% phúc lành từ thiên đạo. Ngô Bình nghe được lời này thì hơi kinh ngạc, A Bạch, không phải ma thần Bạch Cốt kia vẫn chưa chết sao? A Bạch, một đòn tấn công của công tử đã khiến sinh lực của nó bị tổn hại nghiêm trọng, ở kỷ nguyên này nó nhất định sẽ ngủ say, có thể coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngô Bình cười nói, được rồi, A Bạch, có phải nếu như phúc lành của thiên đạo đạt tới 100% thì xem như ta đã đạt yêu cầu không? A Bạch, vâng, thưa công tử. Ngô Bình, xem ra ta cũng cần phải đề cao tu vi của mình. Nếu không, khi ta thật sự trở thành thiên đế nhưng thực lực không đủ thì rất xấu hổ. Ở đông cảnh này, đều do những người phụ nữ như Đào Như Tuyết và Đường Tử Di chịu trách nhiệm về việc chính trị, tốn công tốn sức. Lần này vừa trở lại, anh đã gọi mấy người phụ nữ đến bên mình, muốn ngưng tụ cấm kỵ của nhân tộc trên người của mấy người phụ nữ. Khi cấm kỵ của anh chỉ ở tầng cấm thứ 17, anh không có khả năng này. Sau tầng cấm thứ 18 thì có thể thực hiện một phần. Bây giờ anh đã đạt tới tầng cấm thứ 19 nên chuyện này không còn khó khăn nữa. Tuy nhiên, việc ngưng tụ cấm kỵ cho người khác cũng sẽ tiêu hao năng lượng cấm kỵ của chính anh, nên anh chỉ có thể giúp đỡ những người bên cạnh mình. Tất nhiên, đối với những người phụ nữ như Đường Băng Vân, Đào Như Tuyết, Nguyệt Vũ, Diệp Băng Hy, tu vi của họ đã đủ cao, bước tiếp theo là thăng cấp chúa tể, nên không nhất thiết phải ngưng tụ cấm kỵ. Ngô Bình gọi các bà vợ của mình tới và lần lượt ngưng tụ cấm kỵ của nhân tộc cho bốn người phụ nữ Đường Tử Di, Lý Mân, Nhậm San San và Lâm Băng Tiên. Với thực lực hiện tại của mình, anh có thể ngưng tụ tới tầng thứ 12 cấm kỵ tối cao đối với bốn người phụ nữ. Điều này mang lại cho họ thần thông cấm kỵ. Tuy nhiên, việc tu luyện bồi dưỡng cấm kỵ đòi hỏi phải bế quan tu luyện nên bốn người phụ nữ đã lần lượt bế quan để tu dưỡng. Ngoài ra, sau khi bốn người phụ nữ Đào Như Tuyết, Đường Băng Vân, Diệp Băng Hy, Nguyệt Vũ đã trải qua khoảng thời gian tu luyện trước đó thì cũng đã đến lúc họ tiếp tục thăng cấp, Ngô Bình giúp đỡ bốn người phụ nữ lần lượt đột phá đến cảnh giới chúa tể. Trong số mấy người phụ nữ, Đường Băng Vân có thai không lâu sau khi đến Đại Lục Thánh Cổ, trông cũng sắp đến ngày sinh rồi. Khi cô ta vừa đột phá, Ngô Bình liền lấy ra Chí Tôn Đan bảo cô ta uống để điều trị thai khí. Nửa tháng sau, một bé gái ra đời, trông xinh đẹp và dễ thương như các chị gái của mình, được đặt tên là Lý Mạt. Tư chất của Lý Mạt không hề yếu hơn Lý Tôn, được trời ban phước lành khi vừa sinh ra. Ngay khi em gái chào đời, Lý Tôn đã chạy đến gặp em gái của mình, ôm cô bé vào lòng và rất vui mừng nói rằng từ nay cậu ấy sẽ chăm sóc cô bé. Tử Thanh Thánh Hoàng đã cho người mang đến rất nhiều quà tặng và phái mười mấy người hầu đến hầu hạ. Trong nháy mắt, hơn một tháng sau, huyền kinh cuối cùng cũng đã hoàn thành, cả nhà Ngô Bình cũng rời vào huyền kinh sống, tu sửa cung Thánh Hoàng, mỗi người đều có cung điện riêng để ở. Cùng ngày, Ngô Bình đến Thế Tục và đưa tất cả người trong nhà đến huyền kinh. Suy cho cùng thì nơi này vẫn hoàn thiện hơn Thế Tục. Trong thời gian này, do nguồn tài nguyên dồi dào ở Đông Cảnh, không có thuế phú, hơn nữa Thánh Hoàng lại nhân từ, nên một lượng lớn nhân tộc từ bên ngoài đã di cư đến đây. Hiện tại, dân số của Đông Cảnh đã chiếm 1/3 của toàn bộ nhân tộc, buôn bán thịnh vượng, khắp nơi đều là những cánh đồng màu mỡ và thị trấn. Tuy nhiên, những ngày tháng yên bình chưa kéo dài được bao lâu, Hỏa Diễm Chi Chủ đã có bước đi đầu tiên. Ở phía nam Đông Cảnh, Hỏa Diễm Chi Chủ đã giáng xuống và khống chế hàng ngàn bá tánh nhân tộc. Những người này có được sức mạnh của Hỏa Diễm Chi Chủ, thực lực của họ đều ở cấp độ cường giả đại thánh, thực lực của một số người còn đạt đến cấp độ của thánh vương. Mấy ngàn đại cao thủ bị khống chế, phía nam hỗn loạn. Ngô Bình lập tức nhận được tin tức, nhưng anh không đi về phía nam để dập tắt tình hình mà thay vào đó anh kích hoạt cửu cung bát quái để tính toán vị trí của Hỏa Diễm Chi Chủ. Sau khi tính toán, Hỏa Diễm Chi Chủ đang ẩn mình trong một mảnh vỡ kỷ nguyên và tọa lạc ở một nơi bí mật. Tuy nhiên, Ngô Bình muốn tìm thấy nó cũng không khó. Hai ngày sau, Ngô Bình du hành xuyên qua vô số thời không, đi tới một nơi hoang vắng trong vũ trụ, nơi đây những ngôi sao mờ mịt, nhưng trong bụi bặm lại ẩn giấu một mảnh kỷ nguyên. Anh dùng thủ đoạn của mình để trực tiếp đột nhập vào mảnh vỡ kỷ nguyên. Trật tự của đại đạo trong mảnh vỡ khác với kỷ nguyên này, lẽ ra Ngô Bình sẽ phải chịu tổn thất khi đến đây để chiến đấu với Hỏa Diễm Chi Chủ. Tuy nhiên, anh đã trực tiếp lao thẳng vào. Không gian trong mảnh vỡ kỷ nguyên này không lớn và có những ngọn lửa tự do ở khắp nơi bên trong. Nhiệt độ của những ngọn lửa này cực kỳ cao, Ngô Bình cảm nhận được một cảm giác bỏng rát mãnh liệt. Đột nhiên, những ngọn lửa này ngưng tụ lại với nhau, ngưng tụ thành một con quái vật, từ trong mắt nó phun ra ngọn lửa, lạnh lùng nói, Thánh Hoàng của nhân tộc, người thật to gan, dám xông vào nơi này. Ngô Bình nói, Hỏa Diễm Chi Chủ,
ta tới đây để hỏi ngươi, ngươi có nhất định phải đối đầu với nhân tộc không? Hỏa diễm chi chủ cười ha ha, bây giờ không cần. Ta cần một hóa thân để mang theo sức mạnh mạnh mẽ của ta, nên ta cần một số lượng lớn nhân tộc. Nhưng bây giờ không cần, có ngươi vị thánh hoàng của nhân tộc là đủ rồi. Ngô Bình chớp chớp mắt, ngươi muốn biến ta thành hóa thân của ngươi sao? Hỏa diễm chi chủ cười quái dị, nơi này thuộc về kỷ nguyên của ta, tuy rằng chỉ là mảnh vỡ, nhưng vẫn có thể áp chế ngươi. Thật sao? Ngô Bình thản nhiên nói, nhưng ngươi đừng quên, đây là kỷ nguyên mới. Một khi ngươi tiếp xúc với môi trường của kỷ nguyên mới thì không chết cũng bị thương. Hỏa diễm chi chủ hừ lạnh một tiếng, vậy thì sao, chỉ cần ta không ra ngoài, kỷ nguyên này sẽ chẳng làm gì được ta. Ngô Bình nói, ngươi không cần đi ra ngoài. Hỏa diễm chi chủ lạnh lùng nói, không cần nhiều lời, đưa thân thể đây. Đột nhiên, vô số ngọn lửa lao tới, hơi thở thật kinh khủng. Hỏa diễm chi chủ này không hổ là kẻ thống trị hai kỷ nguyên. Ngô Bình cảm thấy mình không phải đối thủ của hắn. Lúc này, Ngô Bình đột nhiên kích hoạt 40% phúc lành thiên đạo trong cơ thể, kết nối với đại đạo trong trời đất. Đột nhiên, toàn thân anh bao phủ bởi sấm sét, sau đó anh vung mạnh thần tiêu kiếm. Rắc! Với sự trợ giúp của sức mạnh thiên đạo, anh đã đập vỡ mảnh vỡ kỷ nguyên chỉ bằng một kiếm, mảnh vỡ nổ tung, anh và hỏa diễm chi chủ đều quay trở lại môi trường của kỷ nguyên này. Khoảnh khắc mảnh vỡ nổ tung, hỏa diễm chi chủ giận dữ gầm lên, cảm thấy hoảng loạn nhưng bất lực. Sau đó, toàn bộ áp lực mạnh mẽ từ trời đất đổ xuống người hắn, ngọn lửa co lại thành một quả cầu to bằng nắm tay nhằm cố gắng tự bảo vệ mình. Lúc này hỏa diễm chi chủ rất yếu, chỉ còn chưa đến một nửa sức mạnh. Ngô Bình nhân cơ hội này sử dụng quyền uy suy yếu và làm suy yếu sức mạnh của đối thủ, khiến sức mạnh của hắn giảm xuống dưới 1%. Dù vậy, hiện tại hỏa diễm chi chủ vẫn rất mạnh mẽ. Một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Ngô Bình, anh sử dụng khả năng ký sinh của quỷ dị, sau đó biến thành một luồng sáng vàng và bay vào lõi của quả cầu lửa. Ánh sáng vàng dao động trong quả cầu lửa vài lần, ngọn lửa, đùng, một tiếng nổ tung, biến thành ngọn lửa hình người, khuôn mặt méo mó và biến dạng. Ban đầu, phần đầu ngọn lửa có màu vàng kim, phần còn lại có màu đỏ và xanh. Dần dần, toàn bộ người lửa biến thành màu vàng kim. Lúc này, hỏa diễm chi chủ đã bị Ngô Bình ký sinh. Hơn nữa vì Ngô Bình thuộc về kỷ nguyên này, cho nên hỏa diễm chi chủ đã không còn bị thiên đạo áp chế, đã lấy lại được sức mạnh của cường giả kỷ nguyên. Từ giờ trở đi, mỗi phút mỗi giây, Ngô Bình sẽ hấp thụ năng lượng của hỏa diễm chi chủ và nạp lại cho chính mình. Sau khi hấp thụ 1/10 sức mạnh của hỏa diễm chi chủ, Ngô Bình không thể hấp thụ được nữa, sau đó anh áp chế hắn vào trong tàng cơ. Sau khi trấn áp hỏa diễm chi chủ, hàng nghìn nhân tộc bị khống chế đã lấy lại được ý thức và toàn bộ sức mạnh của họ đều biến mất. Trở về huyền kinh, Ngô Bình lập tức bế quan. Hấp thụ sức mạnh của hỏa diễm chi chủ, anh nhanh chóng ngưng tụ tầng hoàng cấm thứ 10. Ngay khi hoàng cấm này vừa hình thành, khả năng của hỏa diễm chi chủ sẽ được khắc trên đó, tức là khả năng đốt cháy vạn vật. 10 tầng hoàng cấm cho thấy tu vi cảnh giới tề thiên của Ngô Bình đã đạt đến cấp độ thứ 2, sức mạnh của anh lại tăng lên. Hỏa diễm chi chủ bị trấn áp. Hư không chi chủ lập tức nhận được tin tức, nó vốn là muốn gây sự, lúc này lập tức thu hơi thở lại, ẩn nấp thật sâu, sợ bị Ngô Bình phát hiện. Ngô Bình ở lại huyền kinh hơn một tháng, mỗi ngày luyện chế đan dược, tu luyện, tu vi càng ngày càng cao. Vào ngày này, anh đến Tử Kinh để thăm Lý Tôn, lại thấy Tử Thanh bị thương, trên vai cô ta có một vết kiếm dài nửa thước, kiếm khí đáng sợ đang ăn mòn sức sống của cô ta. May mắn là cô ta có tu vi cao nên vết thương đang biến mất. Ngô Bình nheo mắt lại, là kiếm đế. Lần trước khi Tử Thanh vừa lên chức Thánh Hoàng đã bị tổ thần kiếm đế làm bị thương. Không ngờ lần này Tử Thanh lại bị thương. Tỷ tỷ, kiếm đế đã làm tỷ bị thương khi nào vậy? Tử Thanh cười nói, ta đến phía Tây một chuyến, trên đường gặp phải kiếm đế. Ta nhớ tới chuyện lần trước nên đã đánh nhau với hắn một trận. Nhưng tổ thần chính là tổ thần, ta vẫn không phải là đối thủ của hắn. Ngô Bình, tên kiếm đế này ở nơi nào? Hắn có thân phận gì ở thần tộc? Tử Thanh, thần tộc có hàng chục vị thần lớn nhỏ, kiếm thần là một trong số đó. Kiếm đế này là người đầu tiên sáng lập trở thành người tạo ra kiếm thần, và được coi là tổ tiên của kiếm thần, các kiếm thần ở hiện tại, đều là hậu duệ của hắn. Ngô Bình nghĩ tới kiếm thần mình gặp được nửa đường, liền nói, kiếm đế đã làm ngươi bị thương 2 lần, ta không thể tha cho hắn. Tử Thanh nói, quên đi, hiện tại, thần tộc đang muốn hợp lực với chúng ta để chống lại hoang. Tạm gác chuyện này sang một bên đi. Ngô Bình,
hợp tác là hợp tác, báo thù là báo thù, không có ảnh hưởng gì. Thấy anh quyết tâm muốn đi, Tử Thanh cười nói, với thực lực của đệ đệ, muốn giết chết hóa thân của kiếm đế cũng không khó. Nhưng nếu là bản thể của kiếm đế thì có lẽ sẽ có chút khó khăn. Thực lực của kiếm đế đã đạt tới cấp độ đại cảnh thứ 16. Ngô Bình biết rằng cho dù là thần tộc, nhân tộc, dị tộc, hoang và yêu đều được chia thành nhiều cảnh giới thống nhất. Lấy đại lục thánh cổ làm ví dụ, thánh nhân đã thuộc về đại cảnh thứ 10, đại thánh thuộc về đại cảnh thứ 11, thánh vương thuộc về đại cảnh thứ 12. Giống như cảnh giới của thánh hoàng, nó bao gồm hai cảnh giới lớn là đại cảnh thứ 13 và đại cảnh thứ 14, trong đó đại cảnh thứ 14 đã là cảnh giới tề thiên. Thật ra phía trên này còn có đại cảnh thứ 15 và đại cảnh thứ 16. Hai cảnh giới này đều thuộc về kỷ nguyên và có những tên gọi khác nhau ở các tông phái tu hành khác nhau. Đối với nhân tộc ở đại lục thánh cổ, đại cảnh thứ 15 được gọi là tổ cảnh. Các tu sĩ ở cảnh giới này đã ở cấp độ tổ tiên của nhân tộc và có công lao khai sáng. Gọi là tổ thánh. Thường Minh Thánh Hoàng trong lịch sử đã đạt tới đại cảnh thứ 15, nhưng các thế hệ sau lại thích gọi ông là Thánh Hoàng hơn. Dù sao ông cũng là Thánh Hoàng của nhân tộc, danh hiệu Thánh Hoàng càng dễ nhận biết hơn. Các nhân vật ở đại cảnh thứ 15 đều muốn tạo ra một hệ thống tu hành, nếu hệ thống này lớn lên, nó sẽ có thể cạnh tranh với tiên đạo, Phật đạo và thần đạo, đồng thời phân chia thế giới một cách bình đẳng. Hiện tại, Ngô Bình đã có tiềm năng trở thành tổ thánh, nhưng anh cần một quá trình ổn định, quá trình này có thể mất nhiều thời gian, hoặc có thể gần ngay trước mắt. Ngô Bình hiểu rằng giữa anh và bản thể của kiếm đế vẫn còn một khoảng cách, nhưng khoảng cách không rõ ràng, nếu thực sự ra tay, thật ra anh vẫn có cơ hội tự tay giết chết đối phương. Dù sao thì cấm kỵ của anh cũng có tầng cấm thứ 19, thêm một tầng cấm nữa là có thể trở thành cường giả kỷ nguyên. Tìm cơ hội, ta sẽ giết một hóa thân của hắn trước. Ngô Bình bình tĩnh nói. Lúc này, một thị nữ với vẻ mặt hoảng sợ vội vàng chạy tới nói, bệ hạ, không hay rồi, điện hạ trúng độc. Còn chưa nói xong, Ngô Bình và Tử Thanh đều biến mất tại chỗ, đồng thời xuất hiện trong một cái sân, đây là nơi Lý Tôn thường chơi đùa, trong sân có đống cát, hồ nước và các loại động vật nhỏ. Nào là rồng con, hổ con, gà con và cừu con. Lúc này, Lý Tôn đang ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt, không ngừng phun ra thứ màu đen. Ngô Bình bước tới ngửi ngửi, sắc mặt khó coi, lập tức vỗ vào lưng Lý Tôn, cậu bé, quẹ, một tiếng ói ra hết đồ ăn trong bụng. Sau đó, anh cho Lý Tôn ăn một viên hóa độc đan. Tử Thanh vẫn im lặng cho đến khi sắc mặt của Lý Tôn khá hơn, cô ta mới hỏi, Huyền Bình, Tôn Nhi đã trúng phải loại độc gì? Ngô Bình bình tĩnh nói, phù độc, bản thân chất độc này có khả năng sát thương hạn chế, nó là một chất môi giới. Kẻ đầu độc có thể sử dụng vu thuật để kích hoạt chất độc, khiến người bị trúng độc chết ngay lập tức. May mắn Tôn Nhi có thể chất chí tôn, có khả năng kháng độc mạnh mẽ. Nếu là người khác thì đã chết từ lâu rồi. Trong đôi mắt đẹp của Tử Thanh hiện lên sát ý, cô ta nhìn hai người thị nữ hầu hạ sinh hoạt của Lý Tôn. Sắc mặt hai thị nữ tái nhợt, đều quỳ trên mặt đất, kêu lên. Tiểu nhân không biết chuyện gì xảy ra. Ngô Bình bình tĩnh nói, không cần hỏi, ta tự mình điều tra. Vừa dứt lời, anh dùng tay phải bắt ấn quyết, ý thức của anh đảo ngược thời gian, trở về lúc trước. Anh nhìn thấy Lý Tôn đang cưỡi một con bê chơi đùa trong sân và đuổi theo một con hổ trắng nhỏ. Lúc này, một cái đầu đen nổi lên trong hồ nước, mái tóc che kín mặt, từ xa hắn ta phun ra một luồng khí đen về phía Lý Tôn. Không khí đen dính vào mặt đất và xuyên vào lòng bàn chân của Lý Tôn. Hai thị nữ tuy ở gần đó nhưng lại không thấy được đầu người trong hồ nước. Ngô Bình mở mắt, đưa tay chộp về phía hồ nước, tựa như xuyên qua thời gian túm lấy cái đầu ở một thời gian khác. Lúc này, cách xa hàng ngàn dặm, một tu sĩ áo đen đang trốn dưới lòng đất, đột nhiên có một lực lượng mạnh mẽ bao trùm lấy hắn ta, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, lao lên không trung, kinh hãi và bối rối. Có chuyện gì vậy, hắn ta vén mớ tóc rối bù trên trán, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Khuôn mặt này giống mặt cá, mắt không có mí, miệng giống miệng cá. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn ta, chính là Ngô Bình. Nhìn thấy Ngô Bình, người này kinh hãi, đang định bỏ chạy, lại phát hiện thân thể không thể động đậy, vội vàng nói, Thánh Hoàng tha mạng. Vẻ mặt Ngô Bình vô cảm, người đã nhận ra ta, còn dám chạy trốn. Nói đi, là ai sai người đầu độc? Người này run rẩy nói, tiêu nhân không thể nói được, nói ra chắc chắn sẽ chết. Ngô Bình đưa tay ra một chút, một luồng ánh sáng vàng bao trùm lấy hắn ta, lạnh lùng nói, ngươi cứ nói đi, ngay cả cường giả kỷ nguyên cũng không giết được ngươi đâu.
Người này nghiến răng một cái, nói, là Hoang Thiên. Nói xong, một tia sáng đen từ xa bay tới bắn phá ánh sáng vàng, nhưng đều bị bật ra, tuy nhiên, nó không bỏ cuộc mà quay vòng để cố gắng bắn phá ánh sáng vàng một lần nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 244.